làm cho gương mặt mình trở nên là đầy đặn hơn, sẽ bù được những cái thể tích đã mất. Giờ em là cũng U40 rồi đó, có bị bắt trũng nè, rãnh má, khớp thái dương nữa. Thì bây giờ là mình làm như thế nào để cho nó đầy đặn hơn? U40 như trộm vía ha, là gương mặt của chị rất là nhỏ. Tuy nhiên là nó cũng có một cái nhược điểm là nó mất thể tích rất là nhiều các vùng như vùng thái dương, vùng trũng mắt này, vùng má, vùng rãnh mũi má, rãnh cười á, mình thấy xuất hiện rất là nhiều. Rồi những cái nếp nhăn li ti ở dưới da ha, làm cho gương mặt mình không có được baby, không có được đầy đặn ha. Cái làn da hiện tại thì chị sử dụng cái phương pháp công nghệ nano lifting là hợp lý nhất. Cái đó thì nó có đau gì không bác? À, thực ra nano lifting thì là một cái phương pháp là sẽ đưa các dưỡng chất vào sâu các lớp của da và giúp cho săn chắc da hơn này, tăng sinh collagen tụt thân, làm mướt mát làn da hơn, và cái quan trọng nhất là sẽ làm cho gương mặt mình trở nên là đầy đặn hơn, sẽ bù được những cái thể tích đã mất. Và cái phương pháp này thì không hề đau, bác sĩ sẽ có gây tê cho mình ha. À, công việc của em thì cũng hơi bận rộn á, thì mình làm xong mình có nghỉ dưỡng gì không ạ? Không có cần phải nghỉ dưỡng gì cả. Sau khi làm xong á thì chị chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng thôi là mình sẽ quay trở lại công việc được ha. Còn về cái hiệu quả thì nó sẽ duy trì được bao lâu bác? Sẽ khoảng 1 năm là chúng ta sẽ làm một lần. Hôm nay mình có làm luôn được không bác? Để bác sĩ bàn các bạn sắp xếp cho mình. Lần đầu tiên tới cũng mong là sẽ được như ý. Cảm ơn chị.